Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Ngọc Vũ Official. Vlog này thì được em quay từ hôm rằm tháng 7 mọi người ạ. Năm nay rằm tháng 7 vào đúng ngày chủ nhật nên là em có thời gian chuẩn bị mâm cơm để dâng lên các cụ. Năm bà nội em còn sống thì mấy cái việc cúng bái như thế này á là bà nội em lo hết. Năm nay không còn bà, xong lại là năm đầu tiên em về nhà mới nữa nên là một mình em phải lo hết mọi việc. Cho nên vẫn còn vụng về và bỡ ngỡ lắm. Có gì mọi người xem thì góp ý giúp em với nha. Ngày rằm tháng 7 thì nhà mọi người thường hay cúng gì vậy ạ? Còn em thì em chỉ biết thành tâm làm mâm cơm để dâng lên các cụ thôi. Đấy em lại quên rồi. Dâng hương lên xong hết rồi mới chợt nhận ra là thiếu hoa. Hoa thì em cắm sẵn rồi, bây giờ chỉ sẵn mang lên. Mâm cơm cúng của em ngày hôm nay thì có món gà luộc, bánh trưng, giò, nem rán, nộm bò, canh ngũ sắc và bò hầm khoai tây các bác ạ. Em cũng phải chuẩn bị một số thứ từ hôm qua rồi, hôm nay là sẵn nấu thôi. Mọi người nhìn ban thờ nhà em rồi góp ý cho em xem là ban thờ như thế này đã được chưa, còn thiếu cái gì không. Trong vấn đề thờ cúng là em còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm. Có gì thì mọi người comment ở dưới và góp ý thêm cho em với nha. Cũng khấn hóa vàng xong lúc 10 giờ là nhà em thụ lộc luôn. Ngồi đối diện em là thằng cu em trai em đó mọi người ạ. Cu cậu nhà em sinh năm 2K3 và bây giờ đang làm việc ở Hà Nội. Chủ nhật nghỉ làm, em gọi về ăn rằm cùng mọi người cho nó vui. Có chị có em, chứ không nhà có mỗi hai mẹ con ăn thì buồn lắm. Mà đồ ăn thì nhiều, ăn chẳng đáng là bao cả. Còn bao nhiêu thức ăn là cuối cùng gói cho cậu mang xuống Hà Nội hết. Em mời mọi người ăn rằm cùng với gia đình em nha. Ăn cơm sớm là có lý do cả đấy mọi người ạ. Chiều nay thì mẹ con em có lịch đi chụp ảnh ở Hà Nội. Ăn uống dọn dẹp xong thì mẹ con em cũng ngồi nghỉ một tí, xong rồi đi luôn. Tiện đường xuống Hà Nội cho nên là cho cậu em đi cùng. Em đi chụp ảnh thì em đi chụp cũng nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên hai mẹ con em được đi chụp ảnh cùng với nhau. Kể ra thì cũng hồi hộp phết đấy ạ. Như nhà em được đi chụp ảnh là khoái lắm. Còn xin mẹ là tí nữa mẹ cho con làm tóc nhé. Khổ thân, lần đầu tiên nên là bỡ ngỡ, không biết là đi chụp ảnh là được trang điểm và làm tóc hay sao ấy. Hai mẹ con em di chuyển đây. Đến rồi. Chúng tôi vừa tới Hà Nội xong. Ở Vĩnh Yên đi thì nắng quá trời là nắng. Mà đến đây lại mưa. Mẹ con cháu đã đến Hà Nội rồi đây. Ừ, đã chứ. Đến nơi là phi thẳng lên trên tầng luôn, hùng hổ lắm. Thế xong vào nhìn thấy đông người quá lại quay ra. Đúng là nhà quê ra phố là có thật đấy mọi người ạ. Khổ lắm cơ. Tới nơi ngồi chờ khoảng 5 phút thì hai mẹ con em được đưa đi rửa mặt và đắp mặt nạ. Xịn phết đấy các bác ạ. Cơ mà có mình em được đắp thôi, chứ Bi thì chưa đến tuổi. Thời tiết nắng nóng, được đắp cái mặt nạ cái gọi là bút giá con tim luôn. Nay mẹ con em đi vào cuối tuần nên là studio đông người quá mọi người ạ. Ngồi chờ cũng khá là lâu ấy. Đến khoảng 4 giờ chiều là bắt đầu cái bụng nó đói rồi. Tại vì ăn trưa từ lúc 10 giờ mà. Thế là hai mẹ con em lại order ngay hai chiếc bánh mì từ studio để ăn, cứu vớt cái bụng đã. Khi đi chụp ảnh là em bảo trước bà Bi nhà em rồi, bụng phải no thì mới có sức để chụp ảnh được, chứ đói là không có sức để chụp đâu. Ăn xong thì em bắt đầu lên ghế để họa một chiếc mặt xinh thôi. Và đây là em trước khi make up mọi người ạ. Cái đoạn này là bà Bi bà ăn xong rồi bà cầm máy bà quay cho tôi ấy, mọi người. Đây là Bi trước khi make up. Tí nữa mọi người xem Bi sau khi make up nha. Đây là Bi sau khi make up xong. Đứng xa ra để mẹ quay cả outfit. Chỉ cái
Mùa tội rất hơi. Bây giờ chuẩn bị đi chụp vui và nóng ảnh của bé con tôi nha. Cái gì á? Không phải là gì? Đây là chỗ chụp của mẹ con tôi. Mọi người cùng xem con gái của em lần đầu tiên đi chụp ảnh thì sẽ tạo dáng như thế nào nha. Đây là thành quả thứ hai của mẹ cháu, bức ảnh thứ hai nha. Quá xinh luôn. Được tặng hai cái ảnh, mình đã chụp ảnh xinh, được tặng hai cái ảnh nữa. Thích quá. Lấy dép đi để về con. Đi chụp từ 2 giờ và bây giờ 8 rưỡi rồi mới được về mọi người ạ. Cảm ơn con. Trên đường về đói quá, thế là phải tạt ngay vào ven đường để làm bát phở đã, xong rồi mới về được tiếp. Lúc này là cũng phải 9 giờ rồi, nghĩ là buổi tối cũng không dám ăn nhiều nên là gọi một tô phở đặc biệt để hai mẹ con ăn chung. Người ta mang ra cái tô phở mà em nhìn em phát hốt luôn, to chà bá, hai mẹ con ăn mãi không có hết á. Còn đây là chiếc video hậu trường hôm mẹ con em với đứa cháu quay TikTok này. Hôm trước đăng video thì mọi người cứ tưởng là em có hai con rồi. Trời ơi, nhìn em già thế hả? Cơ mà không phải đâu. Đấy béo hồng nhạt kia là cháu họ của em thôi, chứ không phải con đâu mọi người. Tối hôm sau thì em có đưa bà Bi nhà em đi tậu chiếc xe đạp mới. Trước năm lớp 1 á, là em cũng mua cho bà em một con xe đạp rồi. Nhưng bây giờ nó bé quá không đi được nên phải mua cái to hơn. Bà đi mua xe đạp mà cái cô bán xe cô ấy cứ tưởng năm nay bà mới vào lớp 1 ấy. Khổ quá, lười không chịu ăn, còi quá mà. Ai nghĩ năm nay vào lớp 4 đâu. Cháu lên lớp 4 rồi bác có mua cho cháu cái xe to to á. Cái này thì nó sẽ có đủ màu nha cháu nhá. Đây thử xem. Đây là chiếc xe đạp mới của Bi vừa mới bóc siêu xong nha mọi người. Bây giờ bắt đầu lắp ráp. Thích không? Rồi chị ta từ mai là có xe đạp để đạp rồi. Thích lắm. Bây giờ thì mời mọi người cùng xem một chút hậu trường khi đi quay của em nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mẹ con em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tin tôi vừa đi quay nhưng mà vẫn muốn nhậu. Thùy Anh hôm nay đi cơm áo. Nào. Có lời đi nào. Có lời đi. Dạ, thì bấm rồi. Bấm rồi, từ nãy giờ vẫn giữ nguyên máy. Phương Anh, hôm nay kết nghĩa vườn đào với hai anh Phạm Nhật Dương và Dương Quang Đạt. Rồi. Chúc hai anh công việc thuận lợi 8/3/6. Chúc các anh mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Rồi nha. Rồi. Rồi không rồi. À hết nha. Hết nha con. Mời các bác đi. Cái dừa này được cái nó ngon. Ai cậu à, cậu tôi đi xe cậu. Rồi, nó muốn quay à? Nó chỉ thích ở với anh thôi. Chứ với tôi thì hoàn. Nó chỉ thích ở với anh thôi. Còn với tôi thì hoàn toàn không. Em nói vậy là sao? Em hiểu lầm thôi. Anh đi về đi. Chiếc nhẫn này của anh tôi không nhận đâu. Hơn nữa chuyện của chúng ta tôi cần suy nghĩ lại. Chia tay đi. Vâng. Trước đây em đâu có phải. Chị ơi. Chiếc nhẫn này. Đúng rồi. Anh chuẩn bị kỹ lắm. Chuẩn bị hẳn một cái thân hình tàn tật để đến đây gặp tôi. Anh nhìn lại mình đi. Anh đứng đây cũng không đứng được. Vậy anh định quỳ xuống cầu hôn tôi kiểu gì? Hay là anh muốn bắt tôi quỳ xuống để nhận nhẫn cầu hôn từ một tên què như anh?